Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đại hội điểm của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các đại biểu tham dự đại hội được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước đó và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ Liên Chiểu đã hăng hái thi đua, thực hiện các nhiệm vụ của hội và đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật như mô hình heo đất tiết kiệm, thu gom phế liệu, góp vốn quay vòng với tổng số tiền thu được gần 3,9 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ xây nhà, công trình vệ sinh, hỗ trợ vốn, sinh kế, trao học bổng, sổ tiết kiệm cho hơn 4.700 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ 57 ý tưởng khởi nghiệp của hội viên, các cấp hội đã hỗ trợ tư vấn, định hướng, liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhiều đã có hội viên đã khởi nghiệp thành công với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ đã giúp 932 hội viên thoát nghèo bền vững, giới thiệu việc làm cho hơn 5.000 lao động nữ, vận động các mạnh thường quân, hội viên chung tay hỗ trợ chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phấn đấu giúp 20% phụ nữ nghèo thoát nghèo, 75% hội viên được tiếp cận các thông tin chính thống của tổ chức hội, tiếp tục nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả.